Xin chào các bạn học sinh lớp 12 rất thân mến. Hôm nay cô rất vui vì lại được cùng các bạn đồng hành trên con đường khám phá vẻ đẹp môn ngữ văn lớp 12. Tác phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là một tác phẩm rất đặc biệt bởi vì nó sẽ để lại trong lòng các bạn những dấu ấn, những cảm xúc khó phai mờ. Có lẽ trong chúng ta, ai cũng đã từng nghe đến những cái vần thơ viết về đất nước đầy tự hào và xúc động của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cắn cò bay lả rập rờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Đất nước là tiếng gọi thiêng liêng trìu mến biết bao, đất nước là đề tài muôn thuở, là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca. Đã có rất nhiều nhà thơ sáng tác những tác phẩm bất hủ đi cùng năm tháng. Ta từng bắt gặp một đất nước anh dũng trong thơ Nguyễn Đình Thi, một đất nước cổ kính trong thơ Hoàng Cầm, hay một đất nước được hóa thân cho dòng sông đầy ắp kỷ niệm trong thơ Tế Hân. Nhưng có lẽ chương thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Thi nhân đã đem tới những rung cảm riêng về đất nước qua các cảm nhận từ góc độ địa lý, lịch sử, chiều sâu văn hóa để từ đó đưa đến một quan điểm vô cùng sâu sắc, đó là đất nước của nhân dân. Vậy ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về đoạn trích đất nước trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và để tìm hiểu đoạn trích này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất, tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm. Phần thứ hai là đọc hiểu phân tích văn bản. Cuối cùng là đi tổng kết nội dung và nghệ thuật của văn bản. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một buổi học thật vui vẻ, lý thú và thu gặt được cho mình nhiều kiến thức bổ ích. Nào, bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu một thứ nhất, khái quát tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Mỗi lần mà khái quát về một tác giả văn học thì bao giờ cô cũng yêu cầu các bạn đi tìm cho cô ba ý. Ý thứ nhất là vị trí của tác giả đó trong nền văn học Việt Nam. Ý thứ hai là phong cách sáng tác của tác giả đó. Và ý thứ ba là đề tài cũng như là những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ, nhà văn. Và nói về tác giả Nguyễn Khoa Điềm thì các bạn cũng nhớ cho cô, trước hết, Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ tiêu biểu trong văn học hiện đại Việt Nam thời kỳ chống Mỹ. Ý thứ hai về phong cách sáng tác, thơ của ông là sự kết hợp bởi xúc cảm nồng nàn và suy tư sâu lắng của người tri thức về đất nước và con người Việt Nam. Và đó cũng chính là điều tạo nên cái sự đặc biệt, tạo nên cái nét hấp dẫn trong những trang thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Và ý cuối cùng đó là tác phẩm đặc sắc. Nguyễn Khoa Điềm có rất nhiều tác phẩm, trong đó tiêu biểu đó là trường ca Mặt đường khát vọng, được sáng tác ở chiến khu Trị Thiên năm 1971, lúc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra cam go và khốc liệt. Sau khi đã tìm hiểu xong tác giả Nguyễn Khoa Điềm, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu mục 2 nhỏ, khái quát về tác phẩm Trường ca Mặt đường khát vọng và đoạn trích đất nước. Trước hết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mục đích sáng tác. Dựa vào sách giáo khoa trang 117-118 phần tiểu dẫn, chúng ta có thể thấy. Mục đích thứ nhất, khi nhà thơ sáng tác tác phẩm này, đó là để thức tỉnh thế hệ trẻ, là thế hệ đang sống trong lòng địch, về trách nhiệm của mình đối với đất nước. Và mục đích thứ hai là kêu gọi họ xuống đường đấu tranh, hòa nhịp với cuộc chiến chống Mỹ của toàn dân tộc. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần vị trí của đoạn trích đất nước trong trường ca Mặt đường khát vọng. Phần này chúng ta cũng có thể tìm thấy trong sách giáo khoa trang 118 cuối phần tiểu dẫn nhé các bạn. Các bạn có thể gạch chân về sách giáo khoa giúp cô. B nhỏ vị trí. Đoạn trích đất nước là phần đầu của chương 5, trường ca Mặt đường khát vọng. Có thể nói đoạn trích là nơi tập trung tư tưởng đất nước của nhân dân là người làm ra đất nước. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cảm xúc chủ đạo cũng như là các phân chia bố cục của đoạn trích đất nước. Các bạn ghi nhận cho cô phần C nhỏ, cảm xúc chủ đạo và mặt lập luận của tác phẩm. Có thể thấy, đất nước thể hiện được cảm xúc chủ đạo
đó là tư tưởng đất nước của nhân dân do nhân dân kiến tạo ra. Và đoạn trước này chúng ta sẽ đi phân tích theo bố cục hai phần. Phần 1, 42 dòng thơ đầu và phần 2 là 47 dòng thơ còn lại. Nội dung chính của từng phần thì lát nữa khi mà đến phần phân tích cụ thể từng đoạn thơ, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần phân chia bố cục cho 42 dòng thơ đầu ha. 42 dòng thơ đầu này chúng ta sẽ đi phân tích. Thứ nhất, đoạn số 1, 9 dòng thơ đầu, lý giải về cội nguồn của đất nước qua hai bình diện, lịch sử và văn hóa. Thứ hai, là 20 dòng thơ tiếp theo, tìm hiểu đất nước trong cái nhìn tổng hợp nhiều chiều. Và đoạn thứ ba, là 13 dòng thơ cuối, cảm nhận về đất nước từ góc nhìn hiện tại, cũng như nêu lên trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần hai lớn, đọc hiểu tác phẩm. Các bạn ghi nhận cho cô hai lớn đọc hiểu văn bản. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần phân tích đầu tiên, đoạn thơ thứ nhất, 9 dòng thơ đầu. Nội dung chính là lý giải cội nguồn đất nước trên hai bình diện văn hóa và lịch sử. Trước khi chúng ta đến với phần tìm hiểu chi tiết, cô sẽ đọc qua 9 dòng thơ đầu này để các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng che mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu. Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo, cái cột thành tên. Hạt gạo phải một nắng hai sương, xay, giã, dần, sàng. Đất nước có từ ngày đó. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu đoạn thơ thứ nhất này với 3 phần. Phần 1 là câu thơ mở đầu, chúng ta sẽ đi tìm hiểu riêng. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Có thể thấy là câu thơ mở đầu với giọng thơ tự nhiên như lời nói thân thuộc gần gũi hàng ngày đã đưa đến cho chúng ta một cảm nhận ấm áp về sự hiện diện của đất nước đối với mỗi người. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Câu thơ này khi phân tích, các bạn sẽ phân tích cho cô 3 nội dung. Trước hết là phân tích đại từ ta, tiếp đến là cụm từ lớn lên, đã có rồi. Và thứ ba đó là phân tích từ đất nước. Đầu tiên, chúng ta thấy là tác giả sử dụng đại từ ta mà không phải tôi. Ta ở đây là một khái niệm rất mơ hồ, không xác định. Đó có thể là bất cứ con người Việt Nam nào, trong bất cứ thời đại nào, là chúng ta hôm nay, là con cháu chúng ta sau này, hay là cha ông chúng ta từ hàng ngàn năm trước. Cứ mỗi một người Việt Nam khi sinh ra là ngay lập tức chúng ta đã được bao bọc và nâng niu, được nuôi dưỡng và che chở trong chiếc nôi lớn lao ấm áp, đó chính là đất nước. Như thế, chúng ta thấy khi tác giả dùng đại từ ta, thì đây tác giả không phải nhân dân một cá nhân, mà là nhân dân cả một cộng đồng, nhân dân nhiều người để nói về đất nước. Tiếp đến là chúng ta thấy tác giả sử dụng những cụm từ như lớn lên và đã có rồi. Hai cụm từ này giúp khẳng định cả một quá trình hình thành lâu đời của đất nước. Đất nước luôn có ở đó, như từ thuở khai thiên lập địa, để đón chào những con người Việt Nam. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với phần thứ hai là 7 dòng thơ còn lại để đi tìm hiểu về cội nguồn của đất nước qua hai bình diện văn hóa và lịch sử. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi tìm hiểu 7 câu thơ tiếp theo là định nghĩa về đất nước trên bình diện văn hóa lịch sử. Trước hết là câu thơ thứ hai, đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Khi phân tích câu thơ này, các bạn nhớ chú ý vào cụm từ ngày xưa giúp cô. Trước hết thì ngày xưa là câu mở đầu quen thuộc trong truyện cổ tích.
Thế giới cổ tích là một thế giới xa xăm vô cùng trong tâm thức của con người. Vậy mà trong thế giới ấy, đất nước của chúng ta đã hiện hữu. Ngay từ thuở nằm nôi, ta đã được nghe lời ru của mẹ, câu kể của bà bên cán võng về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa ấy. Thế giới nhuốm màu huyền thoại đó đã nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn, làm cho chúng ta hiểu hơn về văn hóa của ta, theo ta đi hết cuộc đời và trở thành một phần ký ức tốt đẹp khiến bao người không thể quên. Đất nước có trong ngày xửa ngày xưa là đất nước đã hóa thành cổ tích ca dao, là đất nước nghĩa tình với ước mơ về một xã hội công bằng. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đến với câu thơ thứ ba. Qua câu thơ thứ ba, chúng ta thấy đất nước không chỉ hiện hữu trong thế giới cổ tích, mà nó còn hiện thân trong hình ảnh miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Ở câu thơ này, các bạn chú ý phân tích cho cô cụm từ miếng trầu bây giờ bà ăn. Miếng trầu là một sự vật gần gũi, bé nhỏ, bình dị, nhưng dường như nó đã chứa đựng cả hàng ngàn năm lịch sử. Nhà trầu từ lâu đã trở thành một thói quen không thể thiếu của những người phụ nữ Việt Nam. Qua hình ảnh miếng trầu, tác giả còn đưa ta khám phá những phong tục tập quán của người Việt như miếng trầu là đầu câu chuyện hay miếng trầu nên dâu nhà người. Như vậy có thể thấy, miếng trầu đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, là nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam. Tiếp đến, ở câu thơ thứ tư, Nguyễn Khoa Điềm đã diễn tả về quá trình phát triển của đất nước. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Có thể thấy, đất nước hình thành và phát triển trong quá trình đấu tranh giữ nước. Nguyễn Khoa Điềm đã cảm nhận, lý giải đất nước không phải bằng sự tiếp nối các triều đại vua chúa như Triệu, Đinh, Lý, Trần, mà cách nói của nhà thơ rất bình dị. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Trồng tre là một thói quen của người Việt, nhưng trồng tre đánh giặc lại là một truyền thống đấu tranh bất khuất, làm sống dậy trang sử vẻ vang của cả dân tộc Việt Nam. Câu thơ làm cho ta nhớ đến hình ảnh thắng gióng nhổ tre đánh giặc ăn, đã trở thành biểu tượng chói sáng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm của dân tộc, dệt nên vẻ đẹp của lòng yêu nước bao thế hệ. Câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm làm ta nhớ đến câu thơ của Trần Vàng Sao, nuôi lớn người từ ngày mở đất, 4.000 năm nằm gai nếm mật, một tấc lòng cũng đầy hồn thán gióng. Tác giả đã cho chúng ta thấy, tre trở thành vũ khí đánh giặc, trông tre, tên tre, gậy tre, bờ tre, hầm tre đều tham gia đánh giặc. Tre trở thành biểu tượng anh hùng, như nhà thơ Thép Mới đã viết, tre anh hùng lao động, tre anh hùng chiến đấu. Nếu thán gióng nhổ tre làm gậy để đánh giặc thì Nguyễn Khoa Điềm sáng tạo trong cách nói dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Câu thơ đã thể hiện cho chúng ta thấy ý thức tự vệ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đến với câu thơ thứ năm, chúng ta thấy trong muôn vàn truyền thống phong tục đẹp của dân tộc, nhà thơ đã chọn ra một hình ảnh thật giản dị nhưng rất tinh tế đặc sắc. Tóc mẹ thì bới sau đầu. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với mái tóc bới sau đầu đã gợi lên cho chúng ta một vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, duyên dáng của người phụ nữ. Đồng thời còn gợi cảm nhận về dáng vẻ tần tảo, đảm đang, tháo vát, vất vả. Hình ảnh ấy qua bao năm tháng vẫn không thay đổi, vẫn gợi lên những suy ngẫm về vẻ đẹp giản dị mà thiêng liêng. Đất nước còn hiện lên trong sự gắn liền với lối sống nghĩa tình, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Chúng ta sẽ đến với câu thơ thứ 6. Chúng ta thấy câu thơ cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn đã gợi lên từ một câu ca dao tay bưng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Ý thơ thật giản dị nhưng ý nghĩa và vô cùng sâu sắc. Tình yêu được sinh ra và nuôi dưỡng từ trong khó nghèo, từ trong những hoàn cảnh thử thách mới thật đáng trân trọng, đáng quý. Đó là lối sống trọn tình trọn nghĩa, lối sống thủy chung son sát trong tình cảm vợ chồng, trong tình yêu đôi lứa. Đó là vẻ đẹp của con người Việt Nam.
Và vẻ đẹp ấy thì đã có từ ngàn đời, từ thời dựng nước, sự sinh thành phát triển của đất nước song hành cùng với sự lưu truyền phát triển của truyền thống tốt đẹp ấy. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi tìm hiểu câu thơ Cái kèo cái cột thành tên. Ở câu thơ Cái kèo cái cột thành tên thì chúng ta chú ý cho cô vào từ ngữ cái kèo cái cột. Hai từ ngữ này là nét đẹp gợi nên mái ấm gia đình của người Việt. Gia đình là tế bào của xã hội, là khởi đầu của đất nước. Bên cạnh đó thì hình ảnh cái kèo cái cột cũng gợi nhắc cái cách đặt tên cho con đầy mộc mạc, giản dị, gắn liền với cái kèo cái cột trong nhà. Như chúng ta đã biết thì ở ven những bãi bờ sông Hồng, người Việt định cư mưu sinh bằng nghề trồng lúa nước. Họ lên rừng đốn củi, chặt gỗ làm chòi, làm nhà để ở. Và tất cả những công việc họ làm trong đời sống sinh hoạt hàng ngày gắn liền với những đồ vật, cưa, đẽo, đục, cày, cuốc. Người dân Việt đã gọi tên, đặt tên cho những đồ vật xung quanh mình. Rồi những đồ vật đó lại trở thành cái tên dùng để đặt cho con người. Những cái tên ấy gợi sự thân quen, gần gũi, mộc mạc và giản dị. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với câu thơ thứ 8, Hạt gạo phải một nắng hai sương say dã dần sàng. Câu thơ cho chúng ta thấy đất nước hiện lên qua cuộc sống lao động sinh hoạt. Sự hình thành và phát triển của đất nước là cả một quá trình lâu dài nhờ bàn tay lao động xây dựng của con người từ thuở sơ khai, khi con người tạo ra những cái đơn giản nhất với nỗ lực một nắng hai sương. Hình ảnh hạt gạo gợi ra quá trình lao động vất vả, dãi nắng dầm mưa của người nông dân. Để có được hạt gạo trắng ngần nuôi ta khôn lớn và cũng là nuôi sống cả đời dân tộc, thì người nông dân phải trải qua rất nhiều công đoạn, mất nhiều thời gian, bỏ nhiều công sức. Tác giả mượn câu thành ngữ một nắng hai sương và nhịp thơ 1-1-1 để gợi lên cho chúng ta quá trình lao động vất vả, dãi nắng dầm mưa của người nông dân. Bên cạnh đó thì câu thơ còn gợi nhớ về truyền thống lao động cần cù, chịu thương chịu khó của người Việt. Đó cũng là hồn thiêng sông núi. Ta nghe như đâu đây vang lên âm vang của câu ca dao: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Tiếp đến thì hạt gạo còn nhắc ta nhớ đến nền văn minh sông Hồng, nền văn minh lúa nước của người Việt. Và khép lại đoạn thơ là câu thơ khẳng định đất nước có từ ngày đó. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu câu thơ cuối cùng này. Chúng ta thấy khép lại đoạn thơ là một lời khẳng định đất nước có từ ngày đó. Ở câu thơ này, chúng ta sẽ phân tích giúp cô các kết hợp từ có với cụm từ ngày đó và dấu ba chấm cuối câu. Chính các kết hợp này đã khẳng định rằng đất nước có từ rất lâu đời, từ xa xưa. Đất nước có từ lâu đời với một bề dày lịch sử, một truyền thống văn hiến đáng tự hào. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi kết lại nội dung và nghệ thuật của 9 dòng thơ đầu. Chúng ta có thể thấy là 9 câu thơ với 5 từ đất nước được lặp lại. Và đặc biệt, đó là tác giả đã viết hoa hai chữ đất nước như gợi ra, nhấn mạnh cái sự hiện diện gần gũi của đất nước trong muôn mặt đời thường của con người. Và việc mà tác giả viết hoa hai chữ đất nước như một cách để cho đất nước càng trở nên trang trọng thiêng liêng là niềm thành kính của nhà thơ với đất nước. Trong đoạn thơ thì tác giả đã sử dụng nhiều hình ảnh thi ca quen thuộc và vận dụng một cách tài tình các chất liệu văn học dân gian. Tác giả đã gợi ra hình ảnh đất nước là những gì gần gũi nhất, thân thiết nhất và bình dị nhất trong đời sống vật chất và tâm hồn của con người. Cuối cùng chúng ta thấy là Nguyễn Khoa Điềm đã có cái cảm nhận rất riêng về đất nước là đất nước luôn gần gũi, tự nhiên và bình dị. Có thể thấy là trong thơ ca văn học Việt Nam á, thì đất nước là một đề tài hết sức phong phú với nhiều thi phẩm thành công. Thơ ca trung đại khi nói về đất nước thì thường gắn liền với các triều đại phong kiến, từ triệu đến Lý Trần ba đời gây nền độc lập, hay gắn liền với những vị anh hùng, với những gì lớn lao phi thường.
Các cảm nhận này thì làm cho đất nước trở nên lớn lao thiêng liêng. Tuy nhiên thì điều đó cũng làm cho đất nước có phần xa cách và chưa gắn liền với đời sống, với cuộc sống, vai trò của nhân dân. Trong thơ ca hiện đại thì mỗi nhà thơ khi viết về đất nước thì đều có những cái cảm nhận riêng, với cái cảm xúc chủ đạo là yêu thương và tự hào. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết về đất nước, đó là quê hương, là một phần trong đời sống tình cảm của con người. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Hai nhà thơ Tố Hữu thì đã ngợi ca tự hào về một đất nước tươi đẹp với những hình tượng kỳ vĩ, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt. Còn như Nguyễn Khoa Điềm thì ông cảm nhận về đất nước rất riêng, rất độc đáo. Thi Nhân đã có cái nhìn trực diện về đất nước, thể hiện một cách tự nhiên, bình dị và gần gũi nhất. Đặc biệt là ông đã khẳng định được vai trò, vị trí của nhân dân trong quá trình hình thành và lớn lên của đất nước. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi tìm hiểu 20 dòng thơ tiếp theo, đoạn số 2. Bằng cái nhìn toàn vẹn, tổng hợp nhiều chiều, nhiều phương diện, Thi Nhân đã khắc họa cho chúng ta hình tượng đất nước giàu đẹp, gần gũi, thân thuộc với mỗi con người và gắn liền với sự hình thành của dân tộc, với đời sống của nhân dân từ ngàn đời nay. Cô và các bạn hãy cùng đi phân tích đoạn thơ thứ hai này nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích đoạn thơ số 2, gồm 20 dòng thơ tiếp theo. Bằng cái nhìn toàn vẹn, tổng hợp nhiều chiều, nhiều phương diện, tác giả đã nêu lên cảm nhận về đất nước trong bình diện không gian, thời gian, gắn liền với nguồn cội và trách nhiệm của mỗi người. Ở đoạn thơ thứ hai này, chúng ta sẽ chia làm 4 phần nhỏ hơn để phân tích. Trước hết là 6 câu thơ đầu, cảm nhận về đất nước trong bình diện không gian. Đất nước đầu tiên được Nguyễn Khoa Điềm cảm nhận trong không gian sinh hoạt bình thường của mỗi người, không gian của tình yêu đôi lứa, của nỗi nhớ thương. Qua hai câu thơ đầu, đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm. Chúng ta thấy, ở hai câu thơ này, tác giả đã dùng lối chiết tự hay còn gọi là tắt từ đất và nước riêng. Với cách tắt từ này, tác giả đã đưa ra cách nghĩa lý giải rất riêng về đất nước. Ý niệm về đất nước được gợi ra từ việc chiết tự hai yếu tố hợp thành, đó là đất và nước, cùng những liên tưởng được gợi ra từ đó. Sử dụng lối chiết tự tắt từ, tác giả đã gợi ra một quan niệm những đặc điểm riêng của dân tộc, đất nước. Tác giả đã mở đầu đoạn thơ bằng lời trò chuyện tâm tình với một nhân vật đối thoại tưởng tượng. Tác giả đã diễn tả khái niệm đất nước theo cách riêng của mình. Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, mái trường nơi anh học, dòng sông nơi em tắm, giếng nước gốc đa nơi ta hò hẹn. Những không gian chứa đựng bao tình thương nỗi nhớ ấy đều là sự hiện hữu cụ thể nhất, gần gũi nhất của những giá trị tinh thần, đạo lý, góp phần làm nên đất nước. Những nghĩa tình không phải chỉ của anh và em trong hiện tại, mà còn của bao thế hệ đã qua trong quá khứ, bao thế hệ sắp tới trong tương lai. Tiếp đến là hai câu thơ. Đất nước là nơi ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Nhớ lại kiến thức cũ, chúng ta có thể thấy khi phân tích thơ, đặc biệt cần phải chú ý những từ ngữ, hình ảnh đặc biệt. Và thứ hai, lại phải tìm xem tác giả có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong câu thơ đó hay không. Như vậy có thể thấy, ở hai câu thơ này, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật điệp cấu trúc, đất nước là nơi. Và kết hợp với đó là hai hình ảnh, nơi ta hò hẹn, nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Với biện pháp nghệ thuật điệp cấu trúc và với hai hình ảnh như trên, có thể thấy đất nước trong cảm nhận của Nguyễn Khoa Điềm là một không gian thơ mộng với bao kỷ niệm dịu ngọt của tình yêu đôi lứa. Khi đất nước được tách ra thành hai thành tố, nó gắn với kỷ niệm đáng yêu đáng nhớ của một đời người. Đất là anh, còn nước là em. Khi anh và em là hai cái thể biệt lập, thì đất nước cũng tồn tại riêng rẽ. Nhưng khi ta gắn bó với nhau, hẹn hò nhau trong tình yêu, thì đất nước hợp thành thể thống nhất. Đất, nước, hòa vào làm một, trở thành không gian hẹn hò,
nâng bước và minh chứng cho tình yêu đôi lứa. Và khi anh và em yêu nhau, đất nước cũng như sống trong nỗi nhớ thầm của hai đứa. Đất nước là nơi ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Câu thơ đậm đà chất dân ca, ca dao đặc trưng của văn hóa người Việt xa xưa, gợi nhắc cho ta bài ca dao quen thuộc. Khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất, khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai. Có thể thấy, chiếc khăn có lẽ từ lâu đã trở thành biểu tượng cho nỗi nhớ, đã khiến cho bao trái tim trẻ phải bâng khuâng. Giờ đây, nó lại một lần nữa khiến cho lòng người bồi hồi xúc động trước tình cảm chân thành của những tâm hồn yêu đương say đắm. Với họ, đất nước chính là nơi bắt đầu của tình yêu đôi lứa, là không gian để họ gửi vào trong đó bao nỗi nhớ, niềm thương. Tiếp tục tách hai thành tố đất nước, nhà thơ Nguyễn Khoe Điềm lại lý giải sâu sắc hơn nữa về đất nước. Đất nước không chỉ là không gian gần gũi quen thuộc, mà còn là không gian rộng lớn, kỳ vĩ của núi rộng sông dài, rừng vàng biển bạc. Không gian mênh mông của đất nước là núi sông bờ cõi, là Bắc Trung Nam một dải. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu không gian mênh mông được thể hiện qua hai câu thơ: đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, nước là nơi con cá ngư ong móng nước biển khơi. Hai câu thơ trên gợi cho chúng ta về những câu hò của người dân Bình Trị Thiên về tình yêu đôi lứa. Con chim phượng hoàng bay ngang hòn núi bạc, con cá ngư ong móng nước biển khơi. Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời, kẻo mai kia con cá về sông Vịnh, con chim no đổi rời về non săn. Đất nước bình dị, quen thuộc, nhưng đôi lúc cũng rộng lớn kỳ vĩ và tráng lệ vô cùng. Những từ núi bạc, biển khơi nhắc nhở ta đến câu thần ngữ dân gian, rừng vàng, biển bạc. Vì thế, gợi ra cho chúng ta một cảm nhận đất nước mênh mông, giàu đẹp. Qua câu thơ, chúng ta nhận thấy rõ niềm tự hào trìu mến của tác giả dành cho Tổ quốc thân thương. Chúng ta cùng tiếp tục đi phân tích ba câu thơ tiếp theo để thấy đất nước còn được cảm nhận ở chiều dài thời gian. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, đất nước là nơi dân mình đoàn tụ. Ở trong ba câu thơ này, các bạn hãy chú ý cho cô vào từ đằng đẵng và cụm từ nơi dân mình đoàn tụ để phân tích. Trước hết, từ lái đằng đẵng đã gợi ra cho chúng ta một chuỗi thời gian dài nối tiếp nhau, kéo dài từ thuở mới khai thiên lập địa cho đến hôm nay và mãi mãi trong tương lai. Đất nước trường tồn với thời gian đằng đẵng, đó chính là lịch sử hơn 4.000 năm từ thuở vua Hùng dựng nước. Trải qua 4.000 năm lịch sử, nhân dân ta đã đổ bao mồ hôi, nước mắt, máu xương để xây dựng, bảo vệ bờ cõi đất nước cho nhân dân đoàn tụ trong tình yêu thương gắn bó. Có thể thấy, cụm từ nơi dân mình đoàn tụ đã cho chúng ta cảm nhận đất nước là thể thống nhất giữa cái riêng và cái chung, giữa cái thể và cộng đồng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích 4 câu thơ tiếp theo để thấy được đất nước của Nguyễn Khoe Điềm còn được cảm nhận trong sự gắn liền với nguồn cội. Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở, là Long Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Có bạn nào cho cô biết 4 câu thơ này đã gợi nhắc cho các bạn đến truyền thuyết nào mà chúng ta đã từng được học hay không? À, có thể thấy 4 câu thơ trên tác giả đã gợi nhắc đến truyền thuyết gắn liền với nguồn cội con rồng cháu tiên của dân tộc ta. Với cách nói thấm đậm chất huyền thoại ấy, nhà thơ đã mở ra cội nguồn cao quý của dân tộc. Mỗi người đều mang trong mình một dòng máu là sự kết tinh vĩ đại của cha rồng mẹ tiên. Các bạn còn chú ý cho cô đến hình ảnh rồng. Rồng là biểu hiện sức mạnh làm chủ thiên nhiên. Rồng là biểu tượng dũng mãnh, tung hoành trong thế vươn lên của dân tộc. Rồng là niềm tự hào, kiêu hãnh. Mẹ Âu Cơ thuộc dòng dõi tiên. Tiên là mộng ước cao quý, là bất tử, là giàu lòng thương yêu, bảo vệ, giúp đỡ người lương thiện, có đủ phép màu để giải họa giáng phúc.
Tiền là biểu tượng cho hạnh phúc, ước mơ của con người. Cuối cùng, các bạn hãy lưu ý cho cô hai từ ngữ đồng bào và bọc trứng. Hình ảnh bọc trứng với hai chữ đồng bào vang lên sao mà tha thiết xúc động. Đó như một lời nhắn nhủ sâu sắc rằng mỗi chúng ta, dù ở đâu trên khắp đất nước, cũng đều là anh em ruột thịt, cùng nở ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Vì thế, chúng ta phải luôn yêu thương, gắn bó, san sẻ, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Đó cũng là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam từ xa xưa. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người cho một nước phải thương nhau cùng. Hay, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Để kết thúc đoạn thơ số 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước qua 7 câu thơ cuối cùng. Những ai đã khuất, những ai bây giờ, yêu nhau và sinh con đẻ cái, gắn vác phần người đi trước để lại, dặn dò con cháu chuyện mai sau. Hàng năm ăn đâu ở đâu, cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ. Để phân tích đoạn thơ cuối cùng này, chúng ta hãy chú ý cho cô những từ ngữ sau. Các bạn hãy lấy sách giáo khoa và gạt chân vào sát những từ ngữ đã khuất, bây giờ và mai sau. Trước hết, với ba từ này đã gợi ra cho chúng ta ba ý niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ, hiện tại, tương lai đã gắn kết cho một ý thức cộng đồng bền chặt, là nguồn sức mạnh và cũng là phẩm chất tâm hồn dân tộc. Đất nước giờ đây là sự tiếp nối của các thế hệ, gắn liền với sự kế thừa biết ơn đến sự hy sinh của những ai đã khuất, với trách nhiệm của những người ở lại, tiếp tục gắn vác phần người đi trước để lại, cũng là gắn liền với sự dạy dỗ đối với thế hệ mai sau. Trải qua 4.000 năm, đất nước cũng đã trải qua biết bao thế hệ. Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, tiếp tục dựng xây phát triển đất nước. Đoạn thơ, những ai đã khuất, những ai bây giờ, yêu nhau và sinh con đẻ cái, gắn vác phần người đi trước để lại, dặn dò con cháu chuyện mai sau. Như một lời kể, lại như một lời nhắc nhở chân thành về trách nhiệm của mỗi con người, đặc biệt là với thế hệ trẻ hôm nay. Thế hệ trẻ hôm nay của chúng ta thì vừa phải gắn vác phần người đi trước để lại, nghĩa là chúng ta phải biết giữ gìn nền độc lập dân tộc, giữ vững truyền thống văn hóa tốt đẹp mà thế hệ cha ông ta đã dàn được và truyền lại cho ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải dặn dò con cháu chuyện mai sau, nghĩa là phải biết giáo dục thế hệ con cháu về lòng yêu nước, về ý thức tự cường, tự tôn dân tộc. Tiếp đến, hai câu thơ cuối với lời thơ nhẹ nhàng tha thiết, tác giả cũng đang gì các bạn nhắc nhớ chúng ta không được quên cội nguồn dân tộc. Hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ. Chắc hẳn là khi nghe hai câu thơ này thì các bạn đều được gợi nhắc đến hai câu ca dao rất quen thuộc. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Và tác giả đã mượn ý từ câu ca dao trên cũng như làm mới lại nó, tiếp tục dựng nên một cái hình tượng đất nước gắn với thời gian xa xôi của những vị vua đầu tiên trong lịch sử. Nhà thơ đã gợi nhớ, gợi nhắc về một phong tục đáng quý của nhân dân. Hàng năm, dù bôn ba ở chốn nào, người dân Việt Nam cũng hướng về đất tổ để nhớ về nguồn cội, về dòng giống rồng tiên của mình. Hình ảnh cúi đầu không chỉ là cử chỉ, mà nó còn là thái độ thành kính, tình cảm thiêng liêng của các thế hệ con cháu đối với những bậc tiền nhân, những người đã có công dựng nước và mở nước, đặt nền móng cho dáng hình đất nước hôm nay. Ta như nghe thấy lời bác dặn chúng ta năm xưa, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Các bạn hãy ghi nhận cho cô, phần cuối cùng của đoạn số 2 chính là kết lại nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Ý thơ trong đoạn thơ trên thật giản dị, không hề gượng ép mà cũng đầy tinh tế hàm xúc.
Đất nước hàm chứa trong mỗi cá nhân, trong anh, trong em, trong mỗi chúng ta. Bởi mỗi cá nhân khi sinh ra đều mang trong mình một dòng máu của quê hương, cái hài hòa nồng thắm như gợi nhớ đến sự thăng hoa của tình yêu. Đặt tình yêu bên cạnh đất nước, nhà thơ như muốn khắc sâu sự hòa hợp giữa cái riêng và cái chung, giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu đất nước. Bởi mỗi khi con người hạnh phúc, đất nước sẽ thật sự trở nên lớn mạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích tiếp đoạn thơ thứ 3, 13 dòng thơ cuối của 42 dòng thơ đầu này để thấy được cảm nhận của tác giả về đất nước từ góc nhìn hiện tại và một lần nữa nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm đối với đất nước. Xin chào các bạn. Cô và các bạn sẽ cùng nhau phân tích tiếp đoạn thơ số 3, 13 dòng thơ cuối để khép lại 42 dòng thơ đầu này. Trước hết thì các bạn hãy ghi nhận vào vở giúp cô nội dung chính của đoạn thơ số 3, đất nước từ góc nhìn hiện tại và nhắc nhở trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Đầu tiên thì cô sẽ đọc một lần đoạn thơ này, các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận ý thơ. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Đối với 13 dòng thơ cuối này thì chúng ta cũng lại chia thành từng phần nhỏ hơn để phân tích rõ ý. Trước hết các bạn ghi nhận cho cô hai câu thơ đầu, đất nước gắn bó thân thiết với anh và em. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Các bạn hãy dành một vài phút để chúng ta suy nghĩ. Theo các bạn thì trong hai câu thơ đầu này, mình cần phải đi phân tích những từ ngữ hay hình ảnh nào? Có lẽ là các bạn đã có đáp án cho riêng mình rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích hai câu thơ này. Trước hết chúng ta thấy có một cụm từ mà chúng ta cần phải phân tích, đó chính là từ đều có. Vậy các bạn cho cô biết từ đều có này thì nó gợi cho chúng ta đến cái ý niệm gì? Trong anh và em đều có một phần đất nước. Vậy chúng ta ghi nhận cho cô từ đều có là một từ khẳng định. Và nhà thơ như nhắc nhở mỗi chúng ta, đất nước không chỉ tồn tại trong khách thể mà hóa thân cho mỗi con người, hàm chứa trong mỗi cá nhân. Với Nguyễn Khoa Điềm thì đất nước không ở đâu xa mà có ở trong anh, trong em, trong mỗi chúng ta. Bởi vì mỗi chúng ta đều được thừa hưởng di sản văn hóa, văn minh tinh thần, vật chất mà ông cha ta đã để lại. Có thể nói là cái di sản ấy nuôi dưỡng tâm hồn ta từ thuở ấu thơ. Khi ta lớn lên, đất nước cũng theo bước chân ta mà trưởng thành. Đất nước là con đường đi học, là lũy tre xanh bao bọc xóm làng và cũng là luống cày nơi ta gieo hạt. Như vậy, đất nước không còn là những gì xa vời mà đã hóa thân thành máu thịt tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đất nước là tháp rùa rêu phong cổ kính, là trường sơn mây mù che phủ, là những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa trong thơ của Nguyễn Đình Thi, là lăng tẩm, đền chùa, là nền độc lập dân tộc, là tiếng Việt ngàn đời trong lời ru của mẹ, là kho tàng văn học dân gian ngọt ngào dòng sữa mẹ, là kiệt tác truyện kiều của Nguyễn Du, là những áng thiên cổ hùng văn mà lòng tự hào Đại Việt lên tới từng con chữ. Có thể thấy, nó làm sao hết những di sản quý báu mà ông cha ta đã dày công gìn giữ. Chúng ta sẽ đi phân tích 4 dòng thơ tiếp theo là mở rộng ý thơ cho hai câu thơ trước. Với nội dung, đất nước gắn bó thân thiết với anh và em, với mọi người, từ cái riêng đến cái chung. Các bạn dành cho cô một vài phút đọc lại 4 câu thơ này và trả lời cho cô hai câu hỏi. Trước hết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu, phân tích từ ngữ hình ảnh nào trong 4 câu thơ. Và thứ hai, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong 4 câu thơ này?
Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Khi các bạn đã có đáp án rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích. Trước hết, chúng ta sẽ đi phân tích cụm từ hai đứa cầm tay. Hình ảnh hai đứa cầm tay gợi cho chúng ta về tình yêu đôi lứa riêng tư nhưng đã mang trong đó vẻ đẹp của tâm hồn dân tộc. Cử chỉ cầm tay gợi sự giao duyên, yêu thương của tình yêu lứa đôi nhưng đồng thời cũng chỉ tình yêu thương của đồng bào dành cho nhau. Chỉ một phong tục nhỏ thôi cũng mang điệu hồn dân tộc. Ý thơ làm ta liên tưởng đến Nguyễn Đình Thi khi nói về nỗi nhớ tình yêu gắn liền với nỗi nhớ đất nước. Anh yêu em như yêu đất nước, vất vả đau thương, tươi thắm vô ngần. Từ tình yêu hạnh phúc lứa đôi, tác giả đã phát triển lên thành tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước. Nhà thơ Giang Nam cũng đã đúc kết thành chân lý. Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm, có những ngày trốn học bị đòn roi. Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất, có một phần xương thịt của em tôi. Có thể thấy, cha mẹ cho ta cuộc sống, nhưng đất nước mới làm cho cuộc sống của ta trở nên phong phú, hoàn thiện và có ý nghĩa hơn. Bốn dòng thơ không chỉ cho chúng ta thấy đất nước bền chặt trong tình yêu đôi lứa, mà còn gợi cho chúng ta cảm nhận đất nước vẹn tròn to lớn trong khối đại đoàn kết dân tộc. Từ hài hòa nồng thắm đến vẹn tròn to lớn là cả một bước tiến dài lớn lên và trưởng thành của đất nước. Mọi người phải yêu thương, giúp đỡ, đồng cảm và sẻ chia lẫn nhau mới có hình ảnh một đất nước vẹn tròn to lớn. Ý thơ gợi truyền thống quý báu của dân tộc, lá lằn đùm lá rách, người trong một nước phải thương nhau cùng, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đó là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là cội nguồn để làm nên chiến thắng của dân tộc ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy bốn câu thơ tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật điệp cấu trúc. Khi hai đứa cầm tay, đất nước, và khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước. Các diễn đạt đấy mang ý nghĩa thẩm mỹ sâu sắc, nó làm cho câu thơ liền mạch, hài hòa, gắn bó thể hiện rõ ý thơ. Tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước là những tình cảm đẹp, làm nên truyền thống yêu nước, yêu nhà, yêu người, và đó chính là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó thì tác giả cũng sử dụng hàng loạt những tính từ hài hòa, nồng thắm, vẹn tròn, to lớn để nêu bật lên giá trị của tình đoàn kết và thân ái. Đến với ba câu thơ tiếp theo, chúng ta như thấy được kỳ vọng sáng ngời của nhà thơ đối với thế hệ mai sau. Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày mơ mộng. Ở ba câu thơ này, chúng ta thấy đã mở ra cho người đọc một viễn cảnh tươi đẹp về sự phát triển phồn thịnh của đất nước trong tương lai. Bằng cách nói ẩn dụ đẹp đẽ và lãng mạn, tác giả thể hiện niềm tin mãnh liệt vào mai sau. Thế hệ con cháu mai sau sẽ tiếp bước ông cha, gánh vác phần người đi trước để lại, xây dựng đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, theo như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai chữ lớn lên biểu lộ một niềm tin mãnh liệt về trí tuệ và bản lĩnh của nhân dân trên hành trình lịch sử đi tới ngày mai tươi sáng. Bên cạnh đó thì cụm từ tháng ngày mơ mộng cũng là cách nói ẩn dụ về một viễn cảnh Việt Nam cường thịnh, một tương lai tươi sáng huy hoàng. Điều mà anh và em, mỗi người chúng ta mơ mộng hôm nay sẽ biến thành hiện thực mai này. Nói về tương lai, nhà thơ đã gợi ra trách nhiệm của thế hệ hôm nay, đồng thời nói lên niềm tin và thắng lợi của một cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích bốn dòng thơ cuối. Với giọng thơ ngọt ngào, say đắm, tác giả đã nhắn nhủ chân tình đến với thế hệ trẻ hôm nay. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình,
phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Các bạn hãy dành một vài phút để suy nghĩ cho cô. Trước hết, từ ngữ và hình ảnh nào mình cần đặc biệt chú ý trong bốn dòng thơ này? Và tiếp đến, tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì trong bốn dòng thơ trên? Chắc hẳn là các bạn đã tìm được câu trả lời. Chúng ta sẽ đi phân tích. Trước hết, mở đầu bốn dòng thơ cuối này chính là cụm từ em ơi em. Ba chữ em ơi em thốt ra như một lời gọi chân tình tha thiết của nhà thơ. Đó là tiếng gọi yêu thương, giải bày và san sẻ bao niềm vui sướng đang dâng lên trong lòng nhà thơ khi cảm nhận và định nghĩa về đất nước. Đất nước là máu xương của mình. Trong câu thơ thứ nhất này thì chúng ta thấy tác giả cũng sử dụng một biện pháp nghệ thuật quen thuộc, đó chính là biện pháp nghệ thuật so sánh trong cụm từ đất nước là máu xương của mình. Đất nước là máu xương, từ là so sánh nhằm khẳng định mạnh mẽ đất nước đã hóa thân trong mỗi người chúng ta, là sự sống của mỗi cá nhân. Tác giả khẳng định đất nước là một phần cơ thể của mỗi người, là phần xương, thịt, hồn, cốt của mỗi người. Vì vậy, mỗi người phải có ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình và như vậy là có trách nhiệm với đất nước. Khi đất nước được độc lập, tự do, ta mới thấy được giá trị thiêng liêng của đất nước. Khi đất nước bị xâm lăng, ta cũng cảm nhận được nỗi đau mất nước như nỗi đau của chính bản thân mình, xót xa như rụng bàn tay. Tố hữu cũng đã từng thể hiện nỗi đau khi quê mẹ bị giặc xâm chiếm. Giặc về, giặc chiếm đau xương máu, đau cả lòng sông, đau cỏ cây. Ngoài biện pháp nghệ thuật so sánh ra, có bạn nào cho cô biết tác giả còn sử dụng thêm biện pháp nghệ thuật nào khác trong đoạn thơ trên? À, có lẽ chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng là ngoài so sánh thì nhà thơ Nguyễn Khoe Điềm còn sử dụng biện pháp nghệ thuật, đó là điệp ngữ phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở. Điệp ngữ phải biết vang lên như một mệnh lệnh, nhưng nó là mệnh lệnh của trái tim, là sự thôi thúc từ bên trong tâm hồn, thể hiện rõ những xúc cảm nồng nàn, suy tư sâu lắng của nhà thơ về trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Với những từ ngữ gắn bó, san sẻ, hóa thân, chúng ta thấy tác giả đã gửi gắm những lời chân tình nhắn nhủ đến với mỗi người. San sẻ, gắn bó, hóa thân, đó là biểu hiện của lòng yêu nước, là ý thức, là nghĩa vụ cao cả để làm cho đất nước bền vững muôn đời. Hình ảnh ẩn dụ trong chữ hóa thân hàm nghĩa cả sự hy sinh, sự tự cống hiến, trọn vẹn tinh thần công sức tuổi trẻ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc để làm cho đất nước trường tồn muôn đời. Sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, sẵn sàng dâng hiến cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của mình cho non sông đất nước. Ý thơ gợi cho chúng ta đến câu thơ "Chiến trường đi chẳng tiếc đời săn" trong bài thơ Tây Tiến mà chúng ta vừa được học. Như vậy, mỗi cá nhân không thể quay lưng lại với đất nước, với chiến phần máu thịt của mình. Đây là lời nhắn nhủ chân thành mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Các bạn biết là bài thơ này ra đời trong bối cảnh đất nước đang diễn ra của chiến tranh ác liệt. Vì vậy, đây là những câu thơ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm thức tỉnh thế hệ trẻ về vai trò của mình đối với đất nước. Thế hệ nhà thơ Nguyễn Khoe Điềm đã có lớp lớp những người con của quê hương đã xung phong ra ngoài mặt trận. Không ít người đã hy sinh, đem xương máu của mình tạo nên dáng hình đất nước. Chế Lan Viên trong bài thơ Sao Chiến Thắng đã ngợi ca sự quả cảm đó bằng những dòng thơ trái bỏng. Ôi, tổ quốc ta yêu như máu thịt, nhưng mẹ cha ta như vợ như chồng. Ôi tổ quốc, nếu cần ta sẽ chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Trong hoàn cảnh đất nước đang gồng mình với mưa bom bão đạn của kẻ thù, thì những vần thơ của Nguyễn Khoe Điềm càng có sức lay động sâu sắc lòng người. Chính vì vậy, trong đoạn thơ khác, nhà thơ đã viết: Không bao giờ xương máu phải bơ vơ, ôi sông núi uy nghi ngàn dặm đất, có nghe tiếng chúng con xin có mặt, nguyện làm người xung kích của quê hương. Tóm lại, chúng ta thấy đây là một trong những đoạn thơ hay và sâu sắc nhất trong toàn
Bộ Đoạn Chương Đất Nước của chúng ta Mặt Đường Khát Vọng. Bởi qua đoạn thơ, tác giả đã giúp chúng ta hiểu hơn về sự gắn bó của mỗi người với đất nước, từ đó gợi lên trong lòng mỗi người về ý thức trách nhiệm của mình với quê hương đất nước. Như thế là chúng ta đã phân tích xong 13 dòng thơ cuối của 42 dòng thơ đầu. Tiếp đến thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi phân tích phần số 2, 47 dòng thơ còn lại, để tìm hiểu về vị trí và vai trò của nhân dân đối với đất nước. Chúng ta đã cùng nhau đi qua nửa chặng đường, và để phân tích tiếp 47 dòng thơ còn lại thì cô hẹn gặp các bạn vào tiết học sau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.